Hello, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức U70. Các bạn nhìn này, hôm nay thời tiết ở Đức, ôi trời ôi nắng, trời không có một gợn mây, trong xanh luôn, thời tiết khô ráo, nhưng mà nhiệt độ cũng chỉ có hai mấy độ, mà nhiệt độ 30 độ các bạn ạ. Ui dồi ôi, nhưng mà nóng lắm, mình mồ hôi một kê nhễ nhại ra, mà trời không có một gợn mây. Ở Đức này nó nóng mà kiểu như nó thời tiết nó khô các bạn ạ, nó không có độ ẩm cao như ở Việt Nam. Ở Việt Nam độ ẩm cao như là nắng nhưng mà vẫn còn có độ ẩm cao, vẫn chịu được, nhưng ở Đức nó khô nắng lắm. Thì hôm nay mình đứng đây mình quay cái ngoài trời cho các bạn xem, và các bạn xem cái ngoài trời của Đức như thế nào của hôm nay, và mình kể chuyện cho các bạn nghe cái hôm nay hành trình mình đi bác sĩ. Thì mấy nhiều lần là mình thấy cái chân của mình ấy nó cứ tức tức, cái kiểu như là không biết là nó xuống máu hay là nó có nước ấy các bạn ạ. Nhưng mà mình cứ đi kiểm tra cho chắc, bởi vì các bạn biết không, ở Đức này ạ, chỉ có mất công đi chứ không có mất một đồng nào đi bác sĩ, kể cả xin thuốc mình cũng không mất tiền, cho nên là không mất một đồng nào cả, cho nên là chịu khó đi. Thì mình đi thì mình ngồi từ, mình đến từ 9 giờ mà đợi cho đến hơn 10 giờ đến tận mà hôm nay ấy. Bình thường ấy là ở Đức này cứ cái ngày khám bệnh là ngày đầu tuần thứ hai thứ ba rất là đông. Hôm nay mình đi vào thứ tư thì thứ tư họ chỉ mở cửa đến đến 10 giờ trưa thôi. Thì mình nghĩ là mình đi thứ tư cho nó vắng, bởi vì mình không có hẹn, mình không làm hẹn lịch hẹn, nên là mình sợ là kiểu như là mình bị bệnh thận, nên là mình sợ là nó tích nước, thì mình mới đến, mình mới nói. Thì ngồi chờ rất là lâu. Bác sĩ y tá nhận giấy tờ thì họ bảo mình ngồi chờ, thì lúc ấy mới có 3 người thôi các bạn ạ, mới có 3 người thôi mà. Rồi sau cứ thêm người nhưng nó không đông. Nhưng mà các bạn biết không, mình tận cuối cùng hết sạch người mới đến lượt mình. Thì mình không hỏi và mình ngại người ta không hài lòng. Mình chỉ nhắc nhẹ, mình nói là tôi là người cuối cùng. Thì người ta mới trả lời là mình không có hẹn trước cho nên là mình phải đợi. Nhưng mà như mình đi ở những bác sĩ chỗ khác ấy, là nó rất là đông người. Thì kể cả không có hẹn là bao giờ người ta cũng xen vào, chẳng hạn như là 5-7 người gì đó có hẹn thì người ta xen người không có hẹn vào đấy. Đây họ bắt mình chờ từ lúc mình đến cho đến lúc hết sạch người thì mới đến lượt mình, trời ơi. Nhưng mà mình nói thì họ nói là mình không có hẹn nên mình không dám thắc mắc. Thì không biết là có phải họ thiên vị hay không, thì cái này mình không dám khẳng định các bạn ạ. Mình không dám khẳng định, nhưng mà dù sao thì nước nào cũng thế, người ta vẫn có cái kỳ thị và người ta vẫn ưu tiên người nước người ta hơn, chứ không như Việt Nam. Việt Nam thì ưu tiên nước ngoài hơn, nhưng mà ở Đức này là người ta ưu tiên người nước người ta hơn, chứ người ta không ưu tiên người nước ngoài. Người nước ngoài họ ghét, nhưng vẫn họ ghét lắm, bởi vì là kéo nhau đến nước người ta nhiều quá, họ cũng không thích, đúng không các bạn? Cái đó thì cũng đúng thôi. Nhưng mà đây là mình chỉ buồn và mình suy nghĩ là không biết là họ có thiên vị hay là họ sòng phẳng, thì cái đó mình không dám khẳng định, bởi vì mình không biết chính xác. Nên là mình không dám khẳng định, mà mình chỉ thấy là buồn chờ lâu, và mình nghĩ là không biết là họ có kiểu như là thiên vị người nước ngoài với lại người Đức hay không, thì cái đó mình không biết. Các bạn nhìn cái cây kìa, bây giờ mới cuối tháng 8 thôi mà cái cây kia nó đã vàng, lá vàng ươm như thế rồi. Nó năm nay mùa này mình thấy ít mưa quá, hay là nó ít mưa quá không biết. Đấy, cái cây to kia mà trồng ở dưới cái ở trong cái bồn kia, nên là sợ nó không đủ đất ăn, đủ nước ăn hay sao. Đây này, ví dụ như cái cây anh đào này, thế này, ôi dồi, mùa hoa đẹp lắm nhá, mà bây giờ nó đang khô như là không có nước kìa các bạn, khô. Đấy, thì mình kể chuyện tiếp. Thì mình ngồi đợi và mình nghĩ là không biết là có phải như thế không, nên mình cũng thấy buồn buồn và phân vân.
thì mình làm video lên đây chia sẻ cùng các bạn, thì các bạn có thể xem và bình luận là như ở chỗ các bạn có thế không. Nhưng mà Đức này dù sao thì mình vẫn yêu quý nước Đức, mình thấy rất là tuyệt vời, bởi vì nó không có cái tệ nạn xã hội, nó không có đút lót, nó không có tham ô. Cái đút lót thì như thế này, các bạn có gọi là đút lót không, giả sử như là người ta quý, người ta đến, người ta mua cái lọ cà phê đến 5-7 euro, 5 đến 7 euro chứ không phải là 5-7 euro, hoặc là bó hoa đến tặng thế thôi, chứ còn không có đút lót, không có phong bì, phong bìa kể cả ở Đức này. Mà kể cả các bạn có ốm đau, có bệnh hiểm nghèo, có tất cả các bệnh gì chăng nữa cũng chỉ cần cái thẻ khám bệnh đến thôi, không có phải mất tiền, không có phải mất tiền bảo hiểm mới hết gì cả, không có phải mất tiền gì hết ấy. Cho nên là ở đây ấy, chỉ có mất công đi thôi, chứ không có phải, không có sợ gì mất tiền, không có sợ phải sạc nghiệp, không có phải phải sợ phải là có những người ở Việt Nam ấy là bệnh hiểm nghèo là bán hết cả tài sản đi, rồi cuối cùng người cũng ra đi mà của thì cũng hết. Nhưng mà ở đây thì được cái trộm vía là Đức được cái là sung sướng cái đó các bạn. Thì nhiều lúc ấy mình thấy là mình thấy nó chán, nó buồn, nhưng mà không biết là có thật hay không thì mình chia sẻ lên đây thôi. Còn đi chỉ có mất công ngồi đợi thôi các bạn. Còn người ta cho thuốc ấy, mình cũng chẳng mất tiền. Bởi vì nếu như mà các bạn mà có cái thẻ, có cái thẻ mà có bệnh mãn tính ấy các bạn, mà lương thấp ấy, các bạn đi làm cái thẻ đấy thì các bạn lấy thuốc không, cũng không mất một đồng nào. Bình thường là thuốc cũng không có tiền, nó chỉ gọi là xu xa liền 5 đồng thôi, chẳng hạn như cái lọ thuốc 50, 70 hoặc là hơn 100 hoặc 200, 300 gì đó. Nhưng mà phải trả thêm 5 đồng thôi, 5 euro thôi. Nhưng mà mình đây có cái thẻ đấy, 5 euro mình cũng không mất, không có tiền. Mà kể cả, mà hình như không phải là chỉ có cái bệnh, chỉ có những người có cái bệnh mãn tính không, mà bây giờ ấy, hình như là ở Đức này này, ngày xưa nhá, là cứ đi viện là trong vòng 2 tuần thì mỗi ngày phải trả thêm 10 đồng tiền nằm viện. Nhưng mà bây giờ hoàn toàn không mất các bạn ạ, không mất một đồng nào luôn, kể cả ốm đau mà gọi xe cấp cứu, gọi xe cấp cứu trước cũng phải trả 10 đồng. Nhưng mà bây giờ cũng không phải trả 10 đồng, không phải trả một cái gì luôn các bạn. Đấy, các bạn thấy thích không? Rất rất thích. Đây, rồi, thời tiết đẹp quá. Alo. Thời tiết đẹp, nhìn đấy, cảnh cảnh này đẹp thật đấy. Giờ tàu về. Còn mình xem, mình thấy ở các cái nước khác ấy là kể cả Mỹ là đi viện vẫn mất tiền, rồi vẫn mất tiền, nhất là những người bệnh hiểm nghèo vẫn phải mất nhiều tiền, nó vẫn phải góp nhau tiền vào. Nhưng mà nghĩ sao mình nghe người ta nói tiền cứ như là nước ấy, nắm thật ấy. Bây giờ mình nói tiếp cái video mình đang làm dở. Thì mình nói về cái chân của mình nhưng mà cũng chưa cụ thể. Thì bây giờ mình nói cụ thể để cho các bạn hiểu nhé. Cái chân của mình ấy, thỉnh thoảng nó đi nó cứ tức tức. Thì ngày xưa mình về Việt Nam mình đi khám tổng thể thì người ta bảo là cũng không làm sao, mà do là cái đĩa đệm của mình nó bị như thế. Thì còn trước đây thì là bác sĩ cứ bảo là mùa hè là cái tĩnh mạch của mình nó giãn, cho nên là nó bị như thế là phải đi cái tất dày, tất nó bó chặt vào ấy. Nó bó chặt để cho cái tĩnh mạch nó khỏi giãn. Thì mình cũng dùng, nhưng mà mấy năm nay rồi mình bỏ, mình không dùng. Thì hôm nay mình đi bác sĩ, mình bảo mình muốn kiểm tra. Nhiều lúc mình cảm tưởng như là nó xuống máu chân hoặc là nó có nước ấy, thì mình sợ nó bị thận. Thì mình mới bảo bác sĩ, thì bác sĩ bảo là do mùa hè cái tĩnh mạch của mày nó giãn, cho nên là bây giờ mày phải đi cái tất đấy. Cái tất đấy các bạn biết không, rất là đắt nha. Nếu mà tự mua ấy, là lâu lắm rồi là 125 đồng. Mà mình không phải mua thì mình được cấp thì không mất tiền,
Nếu như mà mình lấy cái loại ok thì không mất tiền, nhưng mình thích cái loại nó hảo hạng, nó chất lượng nhất số 1 thì mình phải bỏ ra 25 oi thôi các bạn ạ. Nhưng mà đi nó sướng cuộc đời. Nên là cái chân của mình ấy, là mình cứ cứ mình cũng cứ lo, nhưng mà mình cứ đi thế để cho nó chắc. Bởi vì là mình mới nói là tôi sợ nó bị bệnh thận, thì bà mới bảo là cái hồi tháng 6 là người ta kiểm tra rồi, thận của mình không có vấn đề. Còn nếu mà bây giờ mà mình muốn kiểm tra extra ấy, thì là mình phải tự trả tiền. Cho nên nếu mà bà ấy nói là hồi tháng 6 đã kiểm tra rồi mà không vấn đề thì là mình yên tâm rồi. Nếu mà trước bà ấy nói thì mình hôm nay mình không đi. Cho nên là thôi mình đi thì cũng không có tiếc thời gian, không có phí thời gian các bạn ạ. Đấy là cái tình hình cái chân của mình như thế đấy. Thì các bạn xem và các bạn có thể tư vấn cho mình nha, là các bạn có bị như thế không? Thế rồi thì gần đây ấy, là thời gian gần đây là mình còn bị cái bệnh chuột rút nặng, nó rút cái chân và bây giờ lên ngón tay. Thì hôm nay mình đi bác sĩ mình bảo thì bác sĩ nói là ngón tay không có chuột rút, mà không hiểu tại sao nó lại, khi mà mình buổi trưa ấy, buổi sáng ấy, mình ngủ dậy ngày bình thường thì không sao, nhưng mà buổi sáng kiểu mình không hoạt động nữa, mà buổi sáng ấy mà mình ăn xong mình rửa bát hoặc là mình cầm một cái gì ấy, là nó kiểu như là nó rút, mà cái ngón tay của mình ấy, nó đau giống nó vẹo đi ấy, rất là khó chịu, mà mình không hiểu là cái bệnh gì mới lạ chứ nhỉ. Thì bác sĩ cái đợt trước mình đi thì bác sĩ bảo mình là bị chuột rút, thì bác sĩ cơ đơn cho mình là uống cái magnesium và cái thuốc B12. Thì mình cũng đang uống thuốc B12 nữa này. Còn magnesium thì thằng con nhà mình nó mua, thì mình sợ nó nhẹ mình uống tăng lên hẳn một ngày 2 viên luôn. Bình thường ở trong đấy là nó ghi là một ngày chỉ được phép uống 1 viên thôi, nhưng mà mình uống 2 viên thì mình thấy cái chân của mình nó cũng có vẻ đỡ đỡ. Chứ còn không, nếu không mà nằm mà cứ buôn vai một cái là ui dồi ôi, sợ lắm. Nó rút thì đau lắm, đau là phải dậy luôn đấy. Mà làm sao mà trẻ thì cũng rút nhau nó khác các bạn ạ. Nó về già nó rút kinh khủng, nó rút đau lắm, không thể chơi, không thể chịu được ấy. Thì mình cũng lười đi bác sĩ lắm, nhưng mà hôm nay cố gắng đi, tại vì đi bác sĩ ở đây nó chỉ mất công, nó có chả mất tiền gì cả, nó không có mất tiền mất bạc. Nhưng mà con nhà mình nó lười lắm, nó chả chịu đi đi kiểm tra đâu, mình cứ nhắc suốt rồi nó chả chịu đi đâu. Tiền không mất, tất nhiên là có mất, nhưng mà kiểu như mình đi làm ấy, hoặc là nó đi làm nó đóng thuế thì ở trong nó là có cái tiền bảo hiểm rồi, đã đi làm là đóng thuế là có tiền bảo hiểm, chứ là không phải móc tiền túi ra trả các bạn ạ. Nó rất là thích, nước Đức hay lắm các bạn, nước Đức mình cảm tưởng như không nơi nào có được như nước Đức. Mình rất là tôn thờ nước Đức, nước Đức đã yêu thương mình, đã nuôi nấng mình bao nhiêu năm nay. Đó là mình rất là quý trọng nước Đức. Thôi bây giờ thì mình xin dừng video ở đây nhé. Rất mong quý vị và các bạn xem video và ủng hộ U70 nhé. Bye bye và hẹn gặp lại. Bye bye.